Xin chào mừng các bạn đã đến với Techmart. Cho đến hiện tại, Qualcomm vẫn là hãng chip di động số 1 thế giới. Trong năm nay thì công ty đã ra mắt con chip là Snapdragon 845, được coi như là mẫu chip flagship cao cấp nhất của họ và được trang bị trên phần lớn điện thoại thông minh cao cấp hiện nay. Giờ cũng đã là thời điểm cuối năm và cũng sẽ là lúc thích hợp để các thông tin về thế hệ chip kế nhiệm Snapdragon 845 được ra mắt. Và thú vị rằng đây có thể là lần tiếp theo mà Qualcomm thực hiện một cuộc cải tổ lớn về cách nhận diện cho các phiên bản chip di động của họ. Bởi theo một số nguồn tin đáng tin cậy thì thế hệ chip flagship tiếp theo của Qualcomm có thể không phải là Snapdragon 855 như đúng với thói quen của họ, mà sẽ là có cái tên là Snapdragon 8150. Như đã nói ở trên, nếu như mà thực sự thế hệ chip flagship di động tiếp theo của Qualcomm có tên là Snapdragon 8150 thì đây sẽ là lần thứ 3 công ty thực hiện chính sách cải tổ khả năng nhận diện các dòng chip di động của họ. Khởi đầu từ những năm 2010 thì Qualcomm đã bắt đầu định hình rõ ràng con chip flagship đầu tiên của họ, đó chính là Snapdragon S1, cũng là con chip di động đầu tiên đạt tốc độ 1GHz, cho đến năm 2012 đạt đỉnh với thế hệ đó là Snapdragon S4. Sau đó thì công ty Mỹ đã hoạch định một loạt các thương hiệu chip di động với việc kéo dài tên gọi dựa vào 3 chữ số gồm là Snapdragon 200, 400, 600 và 800. Và như đã đề cập thì Snapdragon 845 đang là con chip flagship mới nhất của họ. Do đó, nếu như mà Snapdragon 8150 trở thành sự thật và được ra mắt thì cũng đồng nghĩa với việc Qualcomm sẽ lại một lần nữa thay đổi toàn bộ việc nhận diện các thương hiệu chip khác của họ. Ví dụ như là dòng Snapdragon 400 trở thành 4000, 600 thành 6000 chẳng hạn. Dĩ nhiên, nhiều khả năng việc đổi tên thương hiệu một lần nữa cũng chỉ mang tính chất về mặt giấy tờ mà thôi. Việc Qualcomm đặt tên cho chip của mình là Snapdragon 855 hay là 8150 thực tế cũng không quan trọng bằng cái việc là công ty Mỹ sẽ đem đến những gì cho con chip di động mới nhất của mình. Nếu như mà năm nay thì Qualcomm đã tỏ ra hụt hơi trước Apple và Huawei trong việc sản xuất tiến trình chip, thì Snapdragon 8150 sẽ hứa hẹn là thời điểm mà Qualcomm đuổi kịp hai ông lớn công nghệ kia. Theo đó thì con chip flagship tiếp theo của hãng sẽ được cho là sản xuất trên tiến trình đó là 7 nanomet mới, giúp tăng cao hiệu suất xử lý, giúp tốn ít điện năng hơn và nhà sản xuất cũng có thể nâng xung nhịp lên giúp năng lực xử lý mạnh mẽ hơn. Về kiến trúc xử lý thì hiện chưa rõ là Qualcomm sẽ có cải tiến gì với lại Snapdragon 845 hiện nay hay không, nhưng mà chắc chắn lỗi từ biến Ryo vẫn sẽ được công ty sử dụng cho con chip mạnh nhất của họ trong năm sau. Cùng với đó là chip đồ họa Arduino cũng sẽ được nâng cấp, và nếu như mà đúng theo truyền thống đặt tên thì có thể sẽ bắt đầu bằng cái tên là 700 series. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất là công nghệ tích hợp của con chip là Snapdragon 8150 có thể chính là modem 5G đầu tiên có mặt trên một con chip cao cấp của Qualcomm. Về cơ bản thì Qualcomm được coi như là một công ty nắm giữ nhiều bằng sáng chế nhất hiện nay về công nghệ 5G, và tốc độ kết nối các modem mạng của Qualcomm thì luôn có chất lượng rất cao. Do đó thì chắc chắn là 5G sẽ là một quân bài tẩy chiến lược để Qualcomm sử dụng để thu hút người dùng cũng như là các OEM sử dụng con chip của họ trong điện thoại tiếp theo. Và cuối cùng là một số thông tin về các thiết bị được sử dụng con chip Snapdragon 8150. Trong các tài liệu mới nhất đã nhanh chóng hé lộ chiếc điện thoại màn hình dẻo có thể gặp của Samsung chính là một trong những mẫu máy đầu tiên được tích hợp Snapdragon 8150. Mẫu điện thoại này được có tên là Galaxy F hoặc là Galaxy X hoặc cái thứ gì đó tương tự. Dù sao thì gác lại chuyện cái tên gọi của chiếc điện thoại Samsung dẻo thì các điện thoại kế nhiệm cũng sẽ được kỳ vọng là sẽ sử dụng Snapdragon 8150, bao gồm là Samsung Galaxy S10 nè, LG G8 ThinQ, Xiaomi Mi Mix 3S, Xiaomi Mi 9, Sony Xperia XZ4, Google Pixel 4, Oppo Find X2 cùng một loạt các thương hiệu điện thoại nhỏ khác nữa. Nói tóm lại, Snapdragon 8150 hứa hẹn là một nền tảng không chỉ hoàn toàn mới mà còn tương đối hứa hẹn của Qualcomm trong thị trường di động nói chung ở tương lai khi mang đến những xu hướng công nghệ tiếp theo phục vụ cho thị trường. Dự kiến là các thiết bị đầu tiên sử dụng con chip này sẽ bắt đầu sản xuất ngay trong đầu năm sau. Hãy cùng chờ xem những chiếc smartphone chạy Snapdragon 8150 có đủ hấp dẫn để xứng đáng trở thành những lựa chọn sản xuất tiếp theo cho người dùng hay không nhé. Và vừa rồi là những tổng hợp của Techmart về con chip Snapdragon 8150. Và các bạn khán giả của Techmart, các bạn cảm thấy con chip này như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Techmart.